À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc như vậy. A Di Đà Phật. À, cái phương pháp lễ Phật này, vị nhớ là khi mà quý vị thấy giống như mình mệt mỏi một chút, thấy người làm việc về thấy mệt, hoặc là mình tu suốt mấy thời luôn thấy nó mỏi chân, hoặc là có những lúc mới thấy giống như đầu óc mình nó mệt mỏi với công việc. Vì đừng nghĩ rằng là mình nghỉ ngơi thì để dưỡng sức, để nữa ngày mai gì mình lễ Phật chưa chắc đặc biệt. Mà quý vị lễ một thờ, quý vị sẽ thấy lợi ích cực kỳ lớn. Nghĩa là cái môn lễ Phật này nó giúp quý vị rất là khỏe. Nhớ nghe. Bởi vì nếu như mà một người mà hướng dẫn đạo tràng niệm Phật á, nếu như không dụng công tu quý vị, 100% chúng ta sẽ hướng dẫn đạo tràng niệm Phật không có kết quả. Bây giờ những đức mới cảm giác sâu sắc. Nếu như mình chỉ có lo và nhiệt tình và hướng dẫn thôi mà không áp dụng công phu, chắc chắn quý vị là hướng dẫn đạo tràng niệm Phật không đạt. Không đạt. Bây giờ mình hành trì là do gì? Thật sự mà nói cũng không phải nói siêng gì quá đâu, mà là do những đức dính vào cái việc mà nếu những đức không lên tu thì không được. Tại vì cái giờ đó những đức không tu quý vị sẽ biết. Thấy không? Mà cả ngàn người mà những đức không lên tu có không được, lương tâm có không được luôn. Mà giờ rất là rảnh, không có thời gian, ví dụ đi, rảnh có thời gian mà không tu có không được. Mà tự nhiên nó ép vào cái thế mình dụng công mình tu, mình thấy ra rằng là có những lúc quý vị thấy mỏi mệt, nhưng mà tu xong quý vị rất khỏe luôn. Lễ Phật xong rất khỏe, nhất là môn lễ Phật này. Thấy không? Rồi quý vị thấy có những lúc quý vị thấy mỏi mệt đầu óc lắm, giống như nó muốn buồn ngủ vậy đó, nhưng mà lễ Phật xong quý vị thấy rất khỏe. Nên có nhiều người á, thì biết rằng là họ nói rằng là cái thờ, cái lúc mà địa chung 20 phút á, nó cảm thấy mệt mỏi quá thì sao mình cũng đẩy vào lễ Phật tiếng luôn đi. Vì đó mà vì lễ Phật tiếng là nó không đạt. Nó lạ cái gì? 20 phút kia giống như rô đai vậy đó. Tuy là thấy nó từ từ, hoặc là nó ngồi rồi nó khi nó buồn ngủ, nhưng mà nó lại đẩy lên cái chỗ lễ Phật 40 phút đạt. Nhưng nếu mà dồn vào lễ Phật một tiếng luôn, quý vị thấy khô khan, nó không có cái thay đổi quý vị, thấy chưa, không có thay đổi một chút. Nên khi mà bị lễ Phật xong một thời tỉnh dữ lắm, thật sự luôn, có nghĩa là quý vị hoàn toàn hồi phục sức khỏe và tích tụ nguồn năng lượng cực kỳ cao luôn. Nên cái môn lễ Phật này rất là hay. Thêm cái nữa là khi niệm bốn câu A Di Đà Phật, nhớ nghe, bốn câu A Di Đà Phật này niệm rất dư hơi, để ý chỗ này. Thêm nữa là bốn câu đừng nên niệm liền, đừng có là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đừng có liền như vậy. Bởi vì cứ A Di Đà Phật là quý vị làm sao hít được một hơi, quý vị tiếp tục niệm nó dẫn có thời gian luôn. Nhưng mà quý vị nhớ là nghe, khi mà lễ Phật xong một thờ thì giống như cái khí lực của người bị tích tụ cực kỳ nhiều luôn, và nó giúp cho cái bộ não bị khỏe và tỉnh, rất tỉnh luôn. Có nghĩa là môn lễ Phật này chắc chắn là không mệt. Nhưng mà quý vị nhớ là phải lễ làm sao mà lễ chậm, đừng nên gấp gáp, đừng nên nhanh. Nhanh là tức khắc, nó giống như nhịp tim mình bị đập nhanh quý vị thì nó sẽ mệt. Nên cái môn lễ Phật này quý vị lễ chậm đi, không có trễ đâu, đừng có lo. Và niệm thì niệm chậm, mà cái âm điệu của mình niệm niệm làm sao mà đừng qua cái tiếng của máy. Là quý vị tu một thời thật sự như Đức nói, càng tu càng thèm, mà càng tu càng thèm là nó ngay cái chỗ này nè quý vị. Càng tu càng thèm là ngay cái chỗ là nó tích được cái nguồn năng lượng. Giống như nó tích năng lượng, nó tích được sức khỏe, nó tích được khí lực, thì tức khắc càng tu càng thèm.
Nếu như con người mình mà giống như cái năng lượng mình nó bị giảm đi, khí lực mình nó bị hao hết, con người tức khắc mệt liệt. Khi vô tu nó cũng không niệm vô được nổi. Lạ như vậy. Nên những đức nói 100% luôn. Nếu như một người mà hướng dẫn đạo tràng niệm Phật mà không dụng công tu với đại chúng, chắc chắn mới bị rớt liền. Rớt. Tại vì sao quý vị? Tại vì khi mình không dụng công tu với đại chúng mà duyên phước mình kém nữa, thì cái hội chúng người ta tu nhiều quá, duyên phước người ta hơn mình, mình không có nói người ta được. Mình không nói người ta được quý vị. Nói người ta không nghe. Có những người người ta cũng không dụng công tu nhiều, nhưng mà do vì cái duyên phước người ta quá lớn, cái duyên phước với chúng ta quá lớn nên người ta nói người họ vẫn nghe. Nhưng mà nếu duyên phước mình thiếu mà mình không nỗ lực siêng năng để dụng công tu, siêng năng để làm việc, lo lắng cho họ là nói họ không nghe. Rất. Nên lúc mà khi những đức mà còn ở chùa, thường những đức nói chuyện với mấy anh em, đức nói một câu: cứ thương các cụ, coi mình như con các cụ đi, là từ từ các cụ sẽ nghe lời mình. Thương yêu là một điểm cực kỳ quan trọng. Nhớ kỹ, thương yêu là một cách hay nhất để dưỡng cái duyên phước cho mình, là điều thứ nhất. Và thương yêu nó cũng trưởng dưỡng được lòng từ cho mình luôn. Rồi từ từ người ta sẽ nghe lời mình nói người ta sẽ nghe. Chứ không phải là dùng phương pháp để đặt để, không phải. Nhất là mới mẻ, mà đáng nguy hiểm nhất là đặt để. Tại vì họ chưa thích mình, họ chưa chịu nghe mình đâu. Mình đặt để sẽ phản cảm, mà đã là phản cảm sẽ là thất bại. Nên thương yêu là một phương pháp hay nhất để thành công được cái hội chung. Và tự nhiên cái tấm lòng người ta dành cho mình sẽ thành công. Nhớ kỹ, những đức nó thật sự chứ, con người mình sống quý vị, nếu như mình mà có được nhân duyên đời đạo gì, mình có được cái cương vị, mình lo lắng cho người ta, mình có được cái, giống như là mình đứng trên vị trí người ta đi, hãy cố gắng mình thương yêu lo lắng giúp đỡ đi. Tại vì cuộc đời con người nó sẽ một ngày nào bản thân mình nó không có cương vị gì đâu, thì lúc đó cỡ nào đi chăng nữa gặp mặt nhau cũng cảm thấy rất là đặc biệt. Mà lỡ bản thân mình trong cuộc đời mình nó có những cái sự gì trở ngại với mình, vẫn có những người thương yêu và giúp đỡ cho mình. Còn nếu như mà lúc mình cương vị mà mình dữ dằn quá, mình khó khăn với người ta quá, khi lỡ bản thân mình gặp sự cố gì, bản thân mình nhất định sẽ bị đào thải luôn. Tại vì người ta sẽ phản ngược lại với mình bị đào thải luôn. Những đức nói thật, như bản thân những đức, nếu mà lúc mà những đức coi chúng mà lo cho đại chúng, mà những đức khó khăn rồi nghinh ngang ngang đối với người ta, không thương yêu lo lắng mà nói chuyện trên trời dưới đất á, chuyện này là những đức xong luôn, chắc chắn xong luôn. Xong nổi đâu, tại vì đâu ai thương yêu nữa đâu ai ủng hộ nữa đâu mà những đức nỗ lực được quý vị. Những đức nói thật sự chứ, mình rất là cảm ơn mà cái hội chúng mà cùng tu với mình, quý vị động viên những đức lớn lắm á. Một ngày vì nói tu năm thờ đơn giản lắm hả, vì không có quý vị sao những đức tu được năm thờ, mà nói tới thì cũng nói lui, không có những đức quý vị cũng không tu được năm thờ. Nên thật sự là chúng ta là cảm ơn nhau quý vị ơi, nghiêng về bên nào cũng không được, chứ phải cảm ơn nhau. Sống trong cuộc đời là biết cảm ơn nhau quý vị. Nên những đức nói rằng là nếu mình đời đạo gì cũng gì, mình có một cái cương vị, có một cái chức phận gì nghe, bản thân mình hãy cố gắng làm điều tốt đi, vì cuộc đời nó chưa chắc mình sẽ như vậy hoài đâu quý vị. Giống như mình làm điều tốt khi mình có địa vị đó, là mình đang chừa cho mình con đường lui. Khi bản thân mình có cái gì là bản thân mình sẽ được người ta thương yêu, thì là chừa cho mình con đường lui. Nên những đức thường nói những anh em mà sống chung, những đức nói rằng sau này nếu tới đời mấy anh em hãy thương yêu các cụ đi, tha thứ cho người ta đi, đó là chừa con đường lui cho mình đó. Sau này biết đâu bản thân mình, người ta 10 năm chứ chưa chắc mình được 10 năm nữa. Mình mới lên mà mình khó khăn, mình giữ với người ta quá, lỡ bản thân mình nó sớm hơn thời gian, sau này mình khó lắm. Khó lắm, không phải đơn giản đâu. Nó đó là cái điều mà mình tính con đường lui cho mình. Thấy những đức lui lại cái được công chúng ủng hộ nên những đức được tu chung này, thấy chưa? Đó, được tu chung đó, những đức thấy rõ ràng luôn đó. Đây là cái những đức nói xác thực nhất trong cuộc đời mình sống đó quý vị. Xác thực nhất luôn. Trong cái cuộc đời này chúng ta sống á, dù là chúng ta đang thịnh vượng gì đó mà chưa chắc đâu. Sự chưa chắc đâu. Có những cái nó sẽ đến với mình rất là bất chợt, mình không trở tay kịp. Tin thôi, những đức thấy rõ ràng rồi đó.
Có lúc trước những đức nói chuyện Phật pháp mà có khi những đức nói mà nhiều Phật tử nói thầy cứ nói gì hoài đó, thì thấy không, nó đến trở tay không kịp, có thấy chưa? Nhiều người gặp những đức nói rằng đến nhanh quá con không ngờ, thấy chưa? À, nên á, mình niệm Phật á, mình phải gầy dựng cái tính tâm mình niệm Phật cho nó mạnh. Các vị nhớ nè, cái câu này bị nhớ nè, vợ chồng lúc giàu sang đầy đủ hạnh phúc thương yêu nhau chưa chắc. Lúc nào mới là lúc hạnh phúc, lúc nào mà là lúc thật sự thương, là lúc thiếu nợ, lúc thiếu nợ, lúc sạc nghiệp á. Lúc đó quý vị sẽ biết cái tình nghĩa vợ chồng sao à. Cái lúc đó quý vị sẽ biết á, vợ mình hay chồng mình nó dám đưa tiền ra hết cho mình hay không, đầu bông nhẫn cưới dám đưa ra cho mình luôn, là lúc này sẽ chứng tỏ được cái tình thương thật sự của nó. À, có khi bây giờ vợ chồng mỗi người có cái tài khoản riêng nè, lỡ cái sự cố gì là nó giếm tiền lại, nó cắt riêng, lỡ có gì thì nó còn con đường của nó. Nó mà cái lúc mà sự cố đó mà nó đem ra hết luôn, à, hai đứa mình sạch sẽ rồi, chỉ còn có mấy bộ đồ bặn thôi, hai vợ chồng đi bán bánh bao, đi bán bánh gì đó. Giờ tôi không nói bánh cam nữa. Không, bánh cam mà đụng độ với tôi thì sao, không có được. Bánh bao đi, thấy không? Nên từ nơi đó nhớ nè, thì lúc đó mới thấy cái tình nghĩa vợ chồng đẩy cái xe bán bánh bao. Chồng thì dẫn, vợ thì đẩy. Nó dư thì về ăn bánh bao chị cơm. Hai chồng. Tôi nói người ta chứ không phải nói tôi nghe, đừng có đưa tôi lên bán bánh bao nữa. Tôi mệt quá. Thấy không? Nên đó, lúc đó mình mới biết được cái tình nghĩa vợ chồng sao. Điều thứ nhất. Còn tình bạn chưa nói lên gì với lúc thịnh vượng hết. Tình bạn chưa nói lên gì cái lúc thịnh vượng là tình bạn hết. Mà tình bạn lúc nào mới là tình bạn? Lúc chúng ta bị thắt ngặt. Mà lúc chúng ta thắt ngặt mà chưa đi tìm bạn mà bạn đã tìm ta. Nhớ kỹ cái tình bạn chân thật nghe. Cái tình bạn chân thật là khi bạn gặp sự cố, đừng để bạn đi tìm mình, mà mình hãy đi tìm bạn đi, thì đó là tình bạn thật sự luôn. Hãy đi tìm bạn, thấy không? Cái tình bạn đó không đơn giản, bây giờ khó tìm lắm đấy vị ơi. Đó. Nên nếu mà lúc mình giàu sang mà bạn rất nhiều chưa chắc đâu quý vị à. Tỷ vì tính tình thôi. Lúc vị đang giàu bạn rất nhiều đến nhà, vì chưa chắc đâu, chưa chắc ai là bạn, ai là bè đâu. Chúng ta không phải thịnh vài đâu, nếu quý vị có đạo đức sẽ thịnh lâu dài. Nhưng nếu như quý vị giàu mà vì thiếu đức thì nó không thịnh lâu dài đâu, chắc chắn luôn. Mà khi quý vị đã không còn thịnh vượng, không ai nhìn mình luôn, không nhìn mà nó còn ghét mình nữa chứ, nó còn chửi mình đó, không phải chuyện giỡn đâu. Chứ đừng có nói mà nó tha thứ cho mình. Gặp tiểu nhân nó còn kể lể, nó nói mày ngày xưa mày giàu mày đối xử tao làm sao. Đó, đó là tiểu nhân đó. Mà nếu mình là người mạnh mẽ thì nó nói mình gì để mình phấn đấu. Mình không phải ghét nó mà mình phải phấn đấu lên, thấy không? Nhưng mà gặp tiểu nhân là nó sẽ kể lể, nó nói rằng hồi xưa mày giàu mày đối xử với tao làm sao, mày đối xử với tao làm sao, mày cho tao ăn làm sao. Nó lấy cơm nó hắt vô mặt mình. Đó là tiểu nhân, là đối xử ngược lại gì đó, thấy không? Quý vị phải hiểu cái nguyên lý của con người sống với nhau. Mình đừng có thất vọng ai hết trơn á, mình gặp trường hợp gì đó. Còn lúc thầy mà thịnh vượng, Phật tử hô hà tăng bốc, chưa nói lên gì Phật tử thật đâu, chưa nói lên gì đâu quý vị. Cho quý vị biết lúc những đức lễ Quan Âm Bồ Tát mà mệt, có rất nhiều người mà cầm từng cái quạt, quạt với những đức, cầm từ cái khăn. Thật sự nếu những đức đưa mặt cũng dám lau mặt giùm luôn, nó thiệt luôn á. Mà lau mặt giùm là mừng á. Còn thật sự mà nói đụng được ngón tay những đức là mừng húm luôn á. Nay đụng được ngón tay thầy đức, nó thật sự luôn á. Nhưng mà trong số lượng người đó đã có những người chửi như đức bây giờ, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên như đức nói cái lúc thịnh vượng chưa nói lên gì là thầy với Phật tử đâu quý vị, chưa nói lên gì. Nên những đức bây giờ những đức mới thấy ai là người đến với những đức chân thật, là quý vị biết chúng ta cùng tu chung đi, khỏi nói gì chứ. Thì còn tu chung những đức còn niệm Phật là những đức thấy quý vị cũng chân thật lắm rồi đó, hiểu không? Nên trong cuộc đời con người quý vị à, chúng ta đừng nên dội vàng, đừng nên thấy người khác vấp ngã là chúng ta cho họ là người thất bại.
cũng chưa chắc đâu. Cũng khoan hay dội vàng thấy người khác đang thịnh vượng là chúng ta cho rằng chúng ta phải đáp vào, chưa chắc đâu. Thật sự, cái thành công và cái thất bại, và cái thất bại và cái thành công, nó cũng như lật bàn tay vậy. Đó. Nên một con người mà có chí hướng thì cái thất bại của họ là cái bàn đạp để tiến đến thành công của họ cực kỳ vững chắc. Còn cái người mà thiếu phương hướng thì cái thành công cái đó, nhưng nó thất bại là gục ngã luôn đấy. Chứ không đơn giản đâu. Nên mình á, sống á, mình sống làm sao cho nó đặc biệt. Cái này là chúng ta học tập đó nghe quý vị. Chúng ta là những người ngồi nói chuyện, giống như giờ chúng ta là cư sĩ ngồi nói chuyện. Tu xong chúng ta tâm sự đi quý vị. Tu xong chúng ta tâm sự đi, để chiêm nghiệm gì cái sự nghiệp, cái sự sống của cuộc đời này chút đi quý vị. Để khi chúng ta gặp sự cố, chúng ta nói à, tôi đã nghe rồi, à tôi nghe như vậy rồi. Chúng ta giảm bớt tối đa cái việc thất vọng đối với con người cho rằng chân thật với chúng ta. Thì họ cứ nói câu chân thật, họ cứ nói thương yêu chân thật, họ cứ quý mến mình chân thật, họ nói gì họ nói đi. Nhưng khi chúng ta gặp sự cố, chúng ta sẽ biết thật cỡ nào và bao nhiêu điểm đối với cái thật đó liền à. Nó thật sự luôn quý vị à, nó, nên nói đây để cho những người mà đang nổi bật rồi đó, chúng ta đang được tung hô, sau này lỡ chúng ta có gì, bây giờ chúng ta nên gầy dựng cho chúng ta để có con đường lui quý vị. Tại vì nếu mà nói về đời đó, không có con đường lui đâu, mình sẽ khổ lắm. Thật sự mình sẽ rất khổ luôn, không phải đơn giản đâu. Cho vì biết đó, nên những đứa còn sáng nó nói một câu, nói cái chữ chung rất là quan trọng. Dù mình đang nghèo, đang khổ, nhưng mà cái chữ chung thì mình sẽ có cơ hội để thành đạt. Cái chữ chung nó quan trọng lắm. Nó chung rất là chân thật, là nó sẽ được người ta tiếp nhận mình rất là đặc biệt. Nó thật sự mà nói, khi những đứa sống với các anh em, những đứa thường nói với các anh em cái chung nghĩa mạnh lắm. Nhưng mà làm được hay không đó là chuyện của họ thôi quý vị. Quý vị nhớ nè, chúng ta đã từng theo một người, chúng ta rất là quý trọng họ. Khi lỡ họ gặp sự cố gì, có một người thì họ kêu chúng ta đi theo, chúng ta tuyệt đối, chúng ta nhân duyên làm tốt, chúng ta cũng đi theo cái người thứ hai. Nhưng tuyệt đối chúng ta không phủ phàng cái người ta đã từng theo. Đây là người cực kỳ khôn. Vì khi bị phủ phàng cái người bị đã từng theo, thì cái người mà họ đang, quý vị đang đi theo họ, họ suy nghĩ quý vị như thế nào? Nếu như một ngày nào tao như thằng đó thì nó cũng sẽ phủ phàng ngược lại với tao. Nên người ta sẽ chuẩn bị cho mình, không phải giỡn đâu quý vị. Còn quý vị còn chung nghĩa mà quý vị dẫn, nói câu như thế nào? Người đó lúc xưa làm việc tốt được, tôi theo người đó làm việc tốt. Người đó không còn duyên làm nữa, ông làm việc tốt tôi theo ông. Nếu ông không làm việc tốt, dù cho vàng đổ trước mặt tôi cũng không theo. Khi nói câu này ra là người ta sẽ trọng dụng quý vị là bằng sự tin tưởng. Chứ không phải là quý vị dở mặt với cái người mà giống như người ta không thích đó, mình dở mặt liền đâu. Mà bị khôn đâu, không phải khôn. Quý vị không phải khôn. Quý vị không phải khôn đâu. Vì người ta dùng quý vị có giới hạn. Dùng quý vị có giới hạn. Thí dụ như quý vị đi làm việc cho một công ty này, quý vị thấy công ty kia đãi ngộ quá tốt. Quý vị hãy nhớ lại cái thời mình nghèo, mình làm công ty này đối xử với mình sao. Mà bây giờ mình có điều kiện, mình có khả năng làm việc, công ty cái đãi ngộ tăng tốc lên cho mình, mình chạy qua công ty mình làm liền, thì cái người chủ công ty sẽ suy nghĩ vì sao. Nếu như một ngày nào nơi khác đãi ngộ tốt hơn nữa, nó cũng bỏ mình, người ta sẽ suy nghĩ với vị sao. Thà mình làm một cái công ty cũ, nó ít tiền chút nhưng mà nó lại có tình người. Cái tình người đó nó gầy dựng cho quý vị, để cho con cháu vị có đức, gọi là ông bà cha mẹ có đức đó. Cái cách sống của con người là như vậy đó quý vị. Chứ không phải là rằng là người ta dùng tiền người ta mua mình rất là dễ là mình sẽ thất bại. Vì người ta dùng tiền người ta mua mình, đến một ngày nào mình suy sụp hoặc bệnh hoạn là người ta sẽ bỏ rơi mình ra giữa đường xá luôn. Tại vì sao? Vì người ta dùng tiền mua mình, không có tình cảm. Nhưng mà cái chủ kia tuy là đãi ngộ ít hơn nghèo, nhưng mà lại có tình cảm. Khi bản thân mình khi già bệnh thì nó dẫn được cái tình cảm đó, và người ta không bỏ rơi mình. Hay gia đình có gì người ta dẫn không bỏ rơi. Đó gọi là sống tình cảm con người. Tình người sống là như vậy đó. Cái này là rất là quan trọng luôn quý vị. Đó là những đức chia sẻ mà từ đời đạo cho quý vị nghe rất rõ ràng luôn đó.
Tuy những đức không có học gì nhiều, nhưng mà những đức nói thật sự quý vị, những đức sẽ không bao giờ sống cái kiểu sống mà trở mặt với người khác đâu, 100% mới bị luôn. Nên những đức cũng khuyên những người, thí dụ như những chiếc máy niệm Phật của những đức đi, quý vị đưa ra đi, những đức khuyên quý vị, quý vị đưa ra chiếc máy niệm Phật của những đức là cái tiếng niệm Phật như đức, quý vị đưa ra quý vị sẽ kiếm lời tiền, thì quý vị phải nghĩ như thế nào để đưa chiếc máy niệm Phật đó ra được nhiều, là bằng cách nào? Là mình phải quý trọng cái ơn của con người này nè. Những đức nói không phải những đức kêu vị cảm ơn những đức đâu, mà nói đây bằng cả tấm lòng chân thật đó. Quý vị sống như vậy thì bao nhiêu con người, người ta sẽ nhìn quý vị. Ví dụ như bao nhiêu trưởng đoàn thờ dẫn những đức dẫn đoàn đi lên đến chùa tu đi, quý vị có cơ hội lắm, không phải đơn giản đâu, đó là tốt đó. Đà thờ đó là quý vị có cơ hội để tu phước duyên đó. Thì sau này những đức có cái gì quý vị đừng nên dở mặt quay lưng để cho những người đi theo quý vị thấy. Vì họ thấy họ sẽ đánh giá quý vị liền. Trong số lượng có những con người đánh giá quý vị, thật sự luôn, không có giỡn đâu. Ví dụ như mình không thích đi theo này nữa, người này nó mình im điềm luôn. Đó là vì rất khôn. Tại vì niệm Phật chắc là niệm Phật, thì niệm Phật với ai, vì đủ duyên thì vì cái niệm Phật thôi. Ví dụ như duyên đến với người nào nó đều có duyên, mình thích niệm Phật người này thì niệm, niệm Phật người khác thì niệm, chứ mình đừng bao giờ niệm với người này mà trở mặt người kia. Đó là niệm Phật mà đi trở mặt người kia làm gì, hiểu không? Đó là cái lối sống làm người đó quý vị. Tại bây giờ những đức cũng đâu có cái công việc gì hay là một tổ chức gì đâu, nên những đức nói đây là bằng cái tình người để mong quý vị ngồi suy nghĩ lại. Những đức thấy là có những người mà cũng đem những chiếc máy niệm Phật cho đức đưa ra rồi phổ biến quảng cáo, nhưng mà lại ở phía sau đó lại nói những đức cái này cái kia. Thì quý vị, những đức hỏi quý vị sao bị bán máy niệm Phật được, mình làm gì nó không có đúng với lương tâm mình. Mình sống sao mình suy nghĩ lại để lương tâm của mình sống cho nó đúng với lương tâm của mình. Đây là những đức nói đây bằng cả tấm lòng những đức đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Những đức bây giờ không có cần với cái chuyện mà quý vị mà nói là thương hay là ghét gì đâu, những đức không quan trọng đâu quý vị. Nhưng mà chúng ta cũng phải có tấm lòng gì đó, cứ khi đánh thức được chúng ta quý vị à, những gì những đức bị tai tiếng có lỗi làm gì, đó là nhân quả của những đức. Còn những đức đến với quý vị, những đức đến bằng cả tấm lòng những đức. Trong cuộc đời những đức đi tu 15 năm, những đức chưa bao giờ từng gạt bất cứ một người nào, một cắt bạc nào hết. Và cũng chưa từng gạt tình cảm bất cứ một người nào, 100% luôn. Và những đức cũng chưa từng bỏ một người nào. Dù người đó ra chùa, những đức người ta quay lại, những đức dẫn nhận người ta. Những người ta đi bao lâu, quay lại những đức dẫn nhận người ta. Có những người ta đi ra chùa ra vô khoảng 7-8 lần, những đức dẫn nhận. Những đức từng nói một câu rằng, thà người bỏ những đức không bỏ người. Những đức mong rằng những người mà đã từng biết qua những đức cỡ nào đi chăng nữa cũng phải có cái đạo đức về nhân nghĩa và trung nghĩa. Hãy xem lại lương tâm của chính mình. Con người có thể sai, nhưng cũng có thể sửa sai. Sai chưa đáng sợ, đáng sợ nhất là không sửa sai. Chúng ta nên bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại. Phan hãy tức. Phan hãy tức khi người ta nói đụng đến mình. Phan hãy tức. Hãy bình tĩnh lại. Phan hãy tức. Phan hãy tức, tại sao họ nói ngay mình quá? Đừng tức Phan. Và phải bình tĩnh niệm vài câu Phật hiệu để suy nghĩ lại chính mình, để rồi mình điều chỉnh mình. Quý vị biết cái danh Như Đức cũng lớn không, lẽ bao nhiêu người nói Như Đức chỉ có tức không thì còn nói gì nữa bây giờ quý vị? Hiểu không? Đó, bao nhiêu người nói Như Đức, lẽ Như Đức chỉ tức không? Như Đức thấy rằng mình sai, thấy mình có sai, thì thôi bây giờ mình cố gắng mình sửa sai. Thôi giờ chúng ta cùng niệm Phật, thì thôi chúng ta cũng ngồi trò chuyện nha, tâm sự nha. Để mỗi người chúng ta có cái gì sai, mình cùng sửa sai, để hoàn chỉnh mình, để mình niệm Phật về cực lạc. Thôi chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc quý vị an lạc nha. Ai rảnh chút 9 giờ tu chung nha quý vị. A Di Đà Phật. À, 8 giờ chứ, 8 giờ 9 giờ. A Di Đà Phật.